chúng ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi. 720 ngày qua có biết bao nhiêu kỷ niệm, có vui có buồn, quan tâm nhau, cãi vã nhau đều có cả. Điều quan trọng đó chính là chúng ta đã từng là đồng chí, đồng đội, về an toàn và thật thành công nhé. Sẽ nhớ mãi khóa nhập ngũ 2022, 2024.